Ê, anh chỉ mở ra quay nào. Các bạn nhìn này, các bạn nhìn này. Ê. Đúng thật không anh Tiến? Ôi sao lại có mấy tóc ở trong đây? Phải không đó? Tóc mà. Ghê vậy. Đây. Các bạn coi này. Trời ơi. Ê, có ngơ mặt này. Cái gì ở trong đấy bé? Cái đó ở trong cái gì á? Đó là cái gì đâu? Không có gì mà chú thấy có mấy tóc ở trong mà. Đó là cái gì đâu? Thùng mút à? Hả? Thùng mút mà chú thấy có cái gì trong này chú lấy cho con xem nha. Lấy cho em này xem này. Này ghê vậy. Đây căn trò. Trong đó trong cái gì đâu? Có ám ở nào cái gì? Đó, tóc đó. Tóc đấy của ai vậy? À, như các bạn nhìn thấy thì cái gia đình này thì có một điều gì đó mà khá bí ẩn các bạn. À, người vợ thì lúc nào cũng ngồi thiền, còn người chồng thì mỗi lần nói chuyện ra thì lại nói về Phật pháp, nói về những cái gì đó nó liên quan đến trời biển gì đó các bạn. Rồi có một đứa con gái mà hầu như là không bao giờ đi ra khỏi cái khu vực của cái mền này các bạn. À, bởi vì có một lát nữa thì mình sẽ thử mình tiếp cận vào bên trong thử xem như thế nào. Thì đây là cái khu vực mà giống như sinh hoạt của cả gia đình đấy các bạn. Mình thử cố gắng để tiếp cận vào bên trong cái khu vực mà gia đình ấy đang ở và tìm hiểu rõ hơn vì sao gia đình này hình như là đang có một cái điều gì đó nó hơi tâm linh. Có nghĩa là khi mà có người mà tiếp cận mà đòi vô trong cái mền đó thì người đàn ông này nói là sẽ gặp một cái chuyện gì đó không lành, không tốt. Cho nên là cũng khá là nhiều người không có dám bước chân vô. Bởi vì gia đình này nói là sợ giống kiểu là vào trong là người gia đình này sẽ làm một cái gì đó để cho cái người vào gặp một cái chuyện gì đó các bạn. Cho nên mình cũng khá là tò mò. Đây, người vợ lúc nào cũng ngồi ngay góc này. Và hiện tại bây giờ thì đang ngồi thiền. Bây giờ để mình thử vào trong, mình tiếp cận thử với gia đình này. Khi mà đưa cái vào bên trong của cái miếng lưới này luôn, xem cái gia đình này như thế nào, phản ứng ra sao. Ngủ ở trong khu vực vườn cây này các bác. Đó, như các bạn nhìn thấy thì anh hôm nay mình có nấu cơm không? Nấu rồi trưa mình có nấu không? Trưa mình không nấu luôn hả? Nấu cháo bằng củi à? Rồi trong nhà bây giờ còn gạo không? À đây có đùm gạo này hả? Anh đi mua hay là chị đi mua đây? À người ta cho hả? À mình có người ta xách đến đây người ta cho hay sao anh? Có, tôi đi quá gì đó, tôi mua 15 ngàn nhưng mà người ta cho 1 bịch. À. Thì đó người ta nói mình biết sao được. Rồi ví dụ như thế là người ta tới đây người ta cho mình thì người ta đi vào lối nào người ta đưa? Anh muốn cho hả? Dạ. Yeah. Vén cái đó để vô là được rồi. À vén cái chỗ này hả anh? Ừ. Ủa sao nó? Cần phải tôi phải dặn rồi này kia nọ đó anh. À có nghĩa là chỉ bỏ vào chỗ này thôi đúng không? Ừ. À. Tại vì khi mà anh lại tới đây á là trên là cho các anh tới rồi. Nhưng mà cục đất này nè chứ đâu phải một cái chỗ này nhưng mà chỗ này là à banh lại. Em thấy tưởng là giống có một cái cửa chứ đây em đâu có thấy có cái cửa đâu ta. Có nghĩa là để là nhét vào chỗ này đây đúng không? À. Nhét vào đây. Ô cái chỗ này là may kín luôn hả? À đây này. Ví dụ như đưa. Không có nghĩa là em đang thử là ví dụ như đưa. Rồi hỏi ông đi nữa, chừng nào có làm thì hỏi, không làm thôi. Không, bây giờ em mua cho. Bây giờ em đi. Bây giờ ví dụ như nhét vào cho đây xong là bỏ. Xong là bỏ sang đây cho anh đúng không? Không. Lấy máy ra. Dạ, để em bỏ máy. Ôi sao em tưởng chỗ này là cái cửa chứ. Lấy vướng. Lẹ lên đi. Vướng tùm lum này. Đừng đùa. Bây giờ anh có đi em mua gạo cho anh hay anh muốn mua cái gì? Không cần anh mua gì cả. Dạ. Hay là lát nữa biếu tiền cho anh rồi anh ấy thôi. Không phải anh biếu, anh phải anh cho không mà. Người đây người ta không có anh được đâu. À.
các anh cho, thì ở trên ông công nhận, ông xét, ông vừa ông lấy một cái gì đó, ông sẽ hỗ trợ là cho anh ngày sau anh có cái gì đó chứ. Dạ dạ. Chứ bộ ở đây người ta ăn không sao mà mấy anh có công mà mấy anh cho không mong, không cầu, không trụ, chẳng ý. À. Tức là bốn cái không này. Giống là tứ đại dày không đúng không anh? Còn mà anh làm mà còn chấp vào đó thôi khỏi đi cần đừng làm. Gọi là tứ đại dày không đó. Mấy anh cứ làm mà cứ tôi phải được gì vậy? Không không, đây bọn em không có đòi hỏi mà phải được cái gì hết đó. Không có nhu cầu là cần một cái gì hết. Hay là chỉ là giống là đi ngang qua đây. Máy vô đó làm gì anh hỏi gì vậy? Không, ý là em thử cho em thử ví dụ như thế mình bỏ gạo vô thì mình bỏ như thế nào? Thực tế anh ổng là ngu nhất càng không hay sao? Anh mà sai lực á, lực trời không bao giờ mà ai ấy được đâu, tôi không có cứu được anh đâu. À. Rồi lúc đó là đỏ không phải riêng mình anh đâu. Cả dòng mà họ anh nữa vừa khổ không? Ví dụ gì? Cái gì danh gì lợi gì đồng tiền của anh mà để cho các anh bị này cái nọ. À. Có nghĩa là giống như bây giờ là anh đang giúp cho chúng sinh ấy đúng không? Giúp cho các anh có làm thì các anh ngày sau mới có hưởng cái phước các anh mới còn. À. Bây giờ các anh không làm ngày sau cái phước anh không có, anh khổ, anh à. Trời thang thượng đế sao được. À. Hôm nay phải lập công đại trần của đất nước gió lửa này thì anh mới hưởng được vũ khí đủ hào quang. À. Khí đủ hào quang là của trời của Phật mà đâu phải anh muốn mà được đâu. À. Còn cái trần gian này là đất nước gió lửa là điều của ông muốn, ông này đất nước gió lửa mấy ông quyết định hết. Dạ dạ. Trong thân anh không có đất nước gió lửa nha, thân anh là tiểu thiên địa, hồn anh là tiểu linh quang của thượng đế. À. Bây giờ anh phải hợp nhất với thượng đế, nhà cha của anh đi chứ, để mà cho cái đất nước gió lửa này nó được tiến. Còn anh không cho nó được tiến là tức là anh nào. Dạ. Chân thần và chân hồn của anh mới gọi là lục căn. Ừ. Đất nước gió lửa đó hai âm hai dương, gọi là ba âm ba dương trong bản thể anh, nó phải có đủ tứ chi. Dạ. Gọi mà đủ 12 nhân duyên chứ. Còn mà nếu mà anh thiếu cái tứ chi, anh thiếu thử thân anh được vậy đâu. Dạ. Mấy anh cứ ở đó mà cứ lo cái này cái nọ. Ừ. Mà cái từ nãy giờ không thấy chị nói chuyện chị. Cái thân này không phải muốn mà có mà được mà dễ đâu. À. Đây gái xuống lấy tiền chú đưa cho con mua sữa này. Được rồi, anh đừng có nó kêu. Nó bỏ ở trong cái rổ này anh. Hay bỏ đống này. Bây em bỏ cái máy anh đó. Em bỏ đống đây, bỏ trong cái rổ này nha. Anh cái máy anh bây giờ anh muốn cái sao? Đây em bỏ trong cái rổ này cho anh này. Đó. Tí nó con mua sữa nha mẹ. Nha. Đừng có giỡn mặt nha. Không, ý em đưa bỏ tiền vào đây thôi. Nhưng mà anh đưa tiền hay là anh đưa cái máy vô đây để anh quay? Tại em ngồi. Cái này là để tôi giao trách nhiệm cho ông Thượng Đế, ông giải quyết anh luôn. Cái này là em được. Ông cụ tổ giờ, ông Ma Dương, ông làm việc mấy sáng này luôn đi. Không, ý là em không, tôi không có nói chuyện với anh nữa. Ngược cái tay thôi. Nó ngược cái tay của em thôi. Tao không cần biết. Ừ. Nhưng mà để mấy ông làm việc, tao không có nói chuyện nữa. Ừ. Nếu mà vi phạm của lực trời, mấy ông làm việc đó. Ừ. Mà chú là Ma Vương là mình xin tao hả chú? Mấy ông đó cũng nghe hàng tao thôi. À. Mỗi một ông có trách nhiệm á. À. Có nghĩa mỗi người một nhiệm vụ đúng không anh? Thấy cô thở dài à, biết sao không biết. Không có sao cả. Lo mấy thằng bay ở, mấy thằng bay lo bên ngoài không mà không lo cho cái thần, cái hồn của mình. Ừ. Cứ mạo hiểm như vậy là khổ, đâu phải mình nên tụi bay. À. Vì danh gì lợi gì đồng tiền gì mà bao nhiêu cái YouTube này bao nhiêu giờ mà kiếm được 1 tỷ đồng đi. Ừ. Rồi mày đọ một cái hồn này vậy ông Thượng Đế không có vui không? Đọ hồn là sao anh? Cái hồn này nó bị đọ là... Cái này là em cho tiền mà em chứ đâu làm gì đâu. Mà quay pha mà sai với cái lực trời không có được. Sai cái này là cái này là thiên quy, cái gì cũng phải có thiên quy. Thì mà khi người ta đưa gạo cho anh người ta cũng bỏ ở đây mà. Đưa tiền thì khác. Còn như anh không. À bây giờ nếu em cần, anh không bây giờ đưa lại nha. Không cần nữa. Giờ ví dụ như đưa lại là đưa không? À. Giờ kể cả 100 ngàn tôi không nhận luôn. À. 100 ngàn anh quý hả? Cái 100 ngàn này là của cái tài sản của anh ngày sau nè. Cái này là chỉ cho bé mua sữa thôi. Một cái lát nữa. Tài sản của anh phải giữ lại cho đời sau. Một lát nữa để ví dụ như mua gạo sau. Anh đừng có nói mấy chuyện này ở đây người ta làm người ta không có mê. À. Người ta để giữ lại cho đời chứ không phải người ta mà vì miếng ăn đâu. À. Giữ lại cho các anh đấy. À. Ở đó mà mấy anh cứ tưởng mấy anh đi giúp ai. Không, cái này là cá nhân thôi chứ không phải là giúp gì hết. Không có cá nhân gì cả. Điều là xét cả trên xét cho các anh đi vô đây để mà quay là cái gì thôi, đừng để vi phạm. Không, ý là anh em mình gặp nữa có Mạnh Thường Quân, có một chú đại gia chú tới đây rồi. Mạnh Thường Quân gì không cần biết, cứ ở ngoài đó hết đi. Chú tới đây cũng phải cho đứng ngoài luôn. Cũng ở ngoài đó hết.
không có được phép vào. Sao vậy, anh vào trong đây là bị sao anh? Không có được. Giờ tôi nói các anh không có tin đâu, nhưng mà tới cái chiêu quả, cái lực nhân quả nó chiêu tới rồi mà các anh khổ, mấy anh kêu trời kêu Phật sao được. À. Ông Phật cũng không có cứu được các anh cả. À. Việc anh làm, nhân anh làm là cái quả nó phải gặt. Ừ. Đúng mình rồi. Mới biết. Quân pháp thì bất dị thân, mà quân nhân mà anh không biết cái lực mà lề lối là mấy anh bị vi phạm. Ừ, vậy anh biết tôi vì sao? Anh biết vì sao anh phải ở đây không? Nhiệm vụ tôi phải ở đây để làm việc chứ đâu phải. À, nhiệm vụ hả? Để mà hưởng phước. Thường người ta đi làm nhiệm vụ người ta sẽ ở nhà cao cửa rộng mà sao anh ở trong cái chòi này? Đó là hưởng phước. Hôm nay mà anh hưởng một cái kiếp sướng này hả, trả vàng kiếp sầu. Ừ. Hôm nay chịu cực một kiếp nhưng mà anh hưởng hàng vạn hàng ngàn năm. À. Chứ đâu có cái gì mà cho không mình. À. Bây giờ tôi đi về cho nói về giờ trời tôi hưởng cái sự sống một cái hình của tôi sống hàng vạn tỷ năm. À. Còn cái hình của trần gian này 100 năm là nó đã hoại rồi. À. Rồi anh phải bỏ cái hình này bao nhiêu kiếp. Nếu tu không được tiếng là anh phải trở đầu lại xuống hàng thạch hồn. À. Ủa anh trở lại anh nằm lại cục đá đó, anh nằm như chừng nào mới tiếng, nếu mà không có gặp ông thầy tổ đi ngang chừng nào mới được tiếng. À. Vậy là giống là mình đang ở đây để mình làm nhiệm vụ đúng không? Chứ sao cái đại nam là của tôi đấy. À. Hôm nay mới biết luôn. Thằng mà. Đại nam là của tao. Ông Dũng là... Ừ đó, Dũng là do là đàn em của tao đó. Tao đem nguyên cái đại nam về trên trời luôn á. À mang trên trời xuống hả? Hay là mang cái đại nam đem về trời đó. À. Đó giờ máy bay mới mốt nữa, máy bay muốn được đi về trển đi là cái đại nam cái gì? À. Còn ở trong cái đại nam đó Nguyễn Quân Hằng á, cái hồn của Nguyễn Quân Hằng là nằm ở hàng thượng luôn. Ừ. Còn ông Dũng á là cái hàng ở hồn ông nằm ở hàng trên hàng hạ. À. Nhưng mà nằm trên thượng nguyên chứ không phải là vậy là bây giờ anh ở trên trời anh có nhà chưa? Trên đó giờ có sẵn hết trơn rồi. À. Có gì mà không có cả. Biệt thự luôn hay là gì anh? Biệt thự đó đầy đủ hết. À. Ủa mấy anh nữa ở đây có ở dưới nó không có. À. Ừ, mấy anh ngộ. Em đâu biết là mình có nhà trên đó đâu. Ừ. Đi xem chỗ nào có bán sữa mua cho bé mấy hộp sữa. Không cần đâu anh ơi, anh đừng làm, anh làm thà là anh đúng quy luật nó vui hơn. À rồi. Còn mà anh làm sai tôi không dám nhận gì của anh đâu. À rồi ok anh. Tại nãy em không biết cho nên em mới cho tay vô thôi. Được bỏ máy vô mà anh, cái đó là anh cố ý mà. Ừ. Anh cố ý tức là anh có cái ý trong đó là chưa phải là không. Ừ. Mà nếu mà anh có cái ý như vậy hả, ở trên mà kiểm trách thì á. Ừ. Tôi không có giúp gì được anh đâu. À. Quyền lực của trên chứ đâu phải. Tại nãy em không biết à. Biết gì tôi đã nói rồi mà mấy anh cứ vậy không. À. Nhiều anh trước anh YouTuber này người ta cũng phải nói cho mấy anh biết chứ, đừng đùa mấy anh, đừng có giờ đùa với ông Thượng Đế mà anh đùa với mấy ổng thì thôi mấy anh khổ. Vậy là hiện tại bây giờ anh đang làm chức vụ gì trên trời anh? Chức vụ à? Dạ. Trần gian và Thượng Đế luôn. Trần gian và Thượng Đế luôn. Ừ. Là anh làm Thượng Đế? Cũng là Thượng Đế luôn. Là anh làm Thượng Đế hả? Chứ sao, anh phải. À. Lo cho hồn, chúng sinh cũng là tôi. À. Thượng Đế cũng là tôi, mà trời cũng là tôi, mà cha cũng là tôi. À. Các anh cũng thế, không có ánh sáng của Thượng Đế các anh còn sống hay sao? Ừ. Rồi hàng ngày khi gia đình nhà mình đi là đi cả ba người luôn hay sao anh? Không, có mình anh tao. Một mình anh đi hả? Ừ. Là anh đi ra ngoài mua đồ ăn thức uống. Còn chị là ở nhà. Tao đi ăn xin. Đúng không chị? Chị? Tao đi ăn xin thì có về thì ăn cái nấy. À. À. Ai cho gì thì mình hưởng cái nấy. À. Người ta cho đâu phải là mình ăn không của họ đâu. Dạ. Những hàng chúng sinh này thâu cái hình này xong rồi thì cái hồn của tánh biết nó được đi. Dạ. Nó được đi tu. Mà như vậy nó được đi tu thì cái quyến thuộc đó ngày sau người ta hưởng được cái phước đó đó. Dạ dạ. Chứ người ta có mất đi đâu. À. À. Mình sống ở đây mà không có quạt gió này, rồi không có mùng mền này, rồi thì mình có nóng không anh? Trời, gió thiên ngay chân vô cái thân mình nó automatic mà nó âm dương trong bản thể mà cái mạch nhâm đốc của anh ấy, tại sao nóng lên tìm mở ra. À. Cái xe anh nó phải có chìa khóa đút vô thì nó mới chạy. À. Vậy là anh ấy bây giờ là anh ấy mở gió rồi đúng không? Ở đây người ta có 8 lỗ gió, người ta thông hết rồi, còn mấy anh có 1 lỗ chưa xong. À, 8 lỗ gió. Giống ở nhà chỗ nào cũng có điều hòa đúng không? Chứ sao, bởi vì là... thân anh nó có ở trên đầu anh nó có 4 lỗ, thân anh nó có 4 lỗ. Ừ. Tứ đại anh đó. Mấy anh cứ mà... Còn đây thì mình lấy nước ở đâu mình xài anh? Mê lại lo đi làm này cái nọ đó mà mình nó bị này cái nọ, thôi không có ai vui đâu. Dạ, dạ.
Hay là chị là ngồi thiền từ đêm hôm qua luôn hay là mới ngồi đây? Đi đứng ngồi nằm 24 giờ trên 24 giờ chứ không phải ngồi không mà ngồi. Chứ tối là mình có ngủ không? Chị chứ nằm anh ngủ. À mẹ thì ngủ à? À em tưởng người trời là không mệt chứ. Buồn ngủ thì ngủ. À. Ngủ á ông trời á, ổng cũng là vui sướng nhất Cần Thơ mà ổng cũng mệt nhất Cần Thơ. À. Chứ không phải ổng mệt, nhưng mà ổng mệt ổng vô cái hình này ổng phục linh phục linh rồi ổng nghỉ chút xíu khỏe. Dạ. Mấy anh cũng vậy à, anh đi anh leo đèo đi này kia nọ nhiều cũng mệt vậy, xe anh mà rú ga nhiều cũng mà hao xăng vậy. Dạ dạ. Còn mấy ổng đi mà càng lẹ năng lượng nó cũng phải hao cái bộ. À. Rồi thường là trong ngày thì giờ nào là anh đi ra ngoài? Đi, cứ đi. À, thích đi là cứ đi hả? Rồi để là hai mẹ con ở nhà thôi. Đúng không anh? $100,000 đó, lấy anh lấy về đi. Thôi em để cho bé mua. Cầm tiền đó đi anh ơi. Để cho bé mua sữa cho bé thôi mà. Có để đó năm sau cũng còn $100,000 của anh. Ờ. Cứ để đi. Con tụi em cho bé mà đâu có cho anh đâu. Không. Cho bé mua sữa mà. Ăn đúng. À, như các bạn nhìn thấy thì mình khi mà mình cho cái máy vô trong để mà quay về hai vợ chồng này thì cái sự phản ứng khá là ghê gớm của gia đình nhà này. Và luôn luôn dùng những cái từ ngữ mà ví dụ như thế là trù éo đấy các bạn, để dọa dẫm những người mà cho cái máy vô bên trong cái chòi để quay. Theo như mình nhìn thấy thì cái gia đình này không phải là cái gì mà nó tâm linh ghê gớm đâu các bạn. Cái này chẳng qua là giống là một là bị gọi là tinh thần có một cái vấn đề gì đó, hay là giống kiểu bị nói như một số người thì cũng có khả năng là do làm biếng không có chịu đi làm rồi bắt đầu vào trong đây để ở, và đó là tự giả thần giả quỷ để giống như là hù dọa những người khác thôi, chứ theo như mình thấy thì cũng chả có gì là ghê gớm cả các bạn. Không biết là cái thùng này là cái gì đây. Đó, như các bạn nhìn thấy thì lúc trước là hai vợ chồng này là sống ở trong cái chòi này, và cái chỗ nấu cơm thì ở bên kia, còn cái chỗ này thì là giống kiểu là cái nơi để làm một cái gì đó, thì về sau này không biết là ai là làm cho gia đình là cái nhà này. Chú ơi, đất đây có phải đất nhà mình không chú? Đất của ông trời hả? Rồi có khi nào bị người ta tới người ta đuổi không? Đuổi kệ người ta chứ. Đuổi cũng chẳng đi. Đuổi cũng không đi á hả? Rồi nếu người ta bắt thì sao? Bắt đi kệ họ chứ, họ mà dám bắt thì thôi. Người ta bắt người ta mất công nuôi đúng không? Ta mà bắt á là dòng họ người ta sẽ bị bắt trước ấy. À, ghê nhỉ. Để cho nó có quốc cứu bất pháp. Gia của gia huy phải không? Phải bây giờ mình cứ sơ bồi cho bộn gì rồi làm sao mình không tiếng, rồi con cháu mình làm sao nó được tiếng. À. Mình không tạo phước mà mình phước mình tạo không như nhiều mình phá hết mẹ rồi. À. Tạo không có nhiều á mà quỷ hết rồi, bỏ hết rồi. À. Đốt bỏ rồi. Mấy anh nhắm mới tạo được nhiều, mấy anh tạo được phước được nhiều. Mà mấy anh vi phạm cái giống như bây giờ mà cái anh chạy cái xe mà anh lạng lách thì rồi công an giao thông nó đứng nhìn chắc nó bỏ qua cho anh quá. Ừ. Anh ơi, lúc trước anh làm nghề gì anh? Nghề siêu tốc độ. Siêu tốc độ hả? Ừ. Là đua xe hả? Ừ. Xe người ta chạy 145 chỗ, người ta chạy 100 mấy, 200 á. Hồi xưa anh đua xe. Ừ. À. Miền Tây nói mà ra xe cảng miền Tây mà hỏi mà vua tốc độ mà hỏi. À vậy là ngày xưa có khả năng là chạy xe ôm ở trong. Anh Lợi không, xe tốc hành á hiểu không? À. Tốc hành miền Tây á. À. Có nghĩa là ngày xưa giống kiểu là chạy chạy xe ôm rồi. Xong rồi mới nghĩ là ra chạy chất lượng cao bên Cẩm Lan phải không? À. Bình Thạnh á. À. Bữa nay á, hôm nay nó thấy có chiếc xe hai mấy chỗ. À. Chiếc xe hai mấy chỗ hả? Có người chạy như vậy đó mà để lát tôi coi cái ông nào chạy xe đó. Ừ.
gì vui không mà ngủ nhau lại đây quay nhiều gì? Thôi mến anh chị này, ghé thăm anh chị thôi, không có gì cả. Đâu. Nói chung ra là cái tánh biết của mấy anh nó cũng đang tò mò. Đúng rồi, cũng tò mò, thấy anh chị sống ở đây cũng tò mò đó. Tụi con quay, đầu kia tụi con quay nha, đầu kia nó sáng hơn rồi, đầu này ngực sáng quá. Có ông khùng. Chú ơi, cho đi vô trong ngồi nhưng quay được không? Ở đó mỗi không mà chú cho cắn quá. Không được đâu. Cắn kệ mấy anh chứ, mấy anh làm gì. Chú nói chú đầu chờ chú phải bao dung chứ. Chứ con vô chứ. Bao dung là cho ngoài đó quay là bao dung rồi đó. Đó trời mà nghe có vẻ hơi ấy ha. Ra ngoài đó. Vào đây tụi con quay phải zoom vào nữa. Chứ không là mờ lắm, cô bác khán giả coi bị chửi luôn. Nói anh nghe được âm thanh là được rồi, là phước rồi. À. Chứ còn mà mấy anh cứ nghe coi hình làm gì. Rồi Tết chú có về quê không? Quê ở đâu? Hay Tết ở đây trên luôn. Trời Tết có về trời không? Có chứ. Tết có về trời ăn Tết không? Có chứ. Có luôn hả? Hồn đi. Hồn đi à? Rồi có gói bánh chưng không? Ừ. Rồi có gói bánh chưng không? Cái gì cũng có cả. Cái gì cũng có luôn hả? Ờ. Có gì đâu mà trên đó có thứ gì. Xài điện thoại iPhone luôn kìa. Không đâu phải vợ chồng đâu. Đâu kia đâu phải vợ. Ủa anh kia hỏi thăm ở đây có phải vợ con này không? Vợ cũng được mà không vợ cũng được. Hay là bồ? Bồ cũng được. Như bồ quá mới quen quá. Vậy là chú quen cô đó. Quen hồi đầu nè, đầu quân cho tới bây giờ. Đầu quân là khi nào anh? Đầu quân á hả, nó còn trước hơn 4.000 năm. Tôi nay nó cũng bung luôn rồi trời. Nó còn hơn thời 18 đời vua Hùng với tới. À. 13 đời Gia Long Minh Mạng, Tục Đức, Tự Đức, Bảo Đại đó. Bảo Đại cũng là ông Thượng Đế đó. À, vua Bảo Đại á hả? Vua trời đó. Gia Long cũng là ổng. Vậy tính ra là chú quen cô này là mẹ đơn thân đúng không? Giống kiểu bứng cả mẹ lẫn con á. À, vậy là quen mẹ đơn thân rồi. Ủa vậy là... Chú là đen á, là em thôi đấy. Ủa vậy là anh trai lấy em gái à? Cái đó là ngày xưa, trên đó là một cặp cha mẫu khí đẻ ra. À. Người đi trước là anh, người đi sau là em. Khí đẻ ra chứ không phải là... khí đẻ ra hả? Số bà con kêu con hỏi chú chứ không phải là của Trần Giang này đẻ. Trần Giang này nếu mà hai anh em giống như á là Tô Thị phải không? Chú có biết đi chưa? Chú năm này ra sao? Hay bây giờ chưa đây con mua cái lẩu về cho bé Năm nha. Không, nếu mà mấy anh mua gì đó mua cái anh Tứ ăn ngon rồi đó mẹ. Như ở đây ăn á là ăn không thể chung một cái lẩu với bạn được. Tại sao? Được. Ăn là cái anh chết đấy. Vậy hả? Thành ra nếu mà anh có muốn cho bên đây á là phải mua riêng. Phải mua riêng nữa. Giống như bây giờ một con giờ mà anh mới ăn một con vịt thì phải anh mua cho tôi một con gà. À. Là riêng vậy. Không biết không thể nào ở nhà Dương các anh không có vô được. Còn bọn em là âm hả? Ừ. Sao lại khó hiểu vậy ta? Tại vì, nói tại vì không nói. Bên âm và dương á là dương này là gọi là dương khí. Mà các anh vô là chết. Nhưng mà anh có anh em gì với ông Lê Tùng Vân không? Mà sao nhìn giống vậy? Anh có biết tất ông Lê Tùng Vân không? Nam Bắc đều là anh em của mình đó. À. Chứ không phải là riêng ai đâu. Ông Phạm Minh Chính cũng là anh em với mình. À. Ông Dương Đình Huệ cũng anh em với mình. Ông Bùi Cao Khánh với ông Phan Nhân Giang cũng là anh em với mình. Mà ba ngày hôm nay sao vẫn không đi ăn xin hả chú? Bữa nay còn đồ ăn mà. À chừng nào hết mới đi. Hai giờ là... Nhưng sắp hết chưa? Đâu? Có con coi nào đâu? Cháo. À hôm nay là món gì vậy? Ui, xương hầm hả? Chân giò hầm. Ngon đó. Thì ngày lụm hăng cục là được rồi. À. Mình sống người hỏi bây giờ nè. Một cái cục thịt này dưới một hạt gạo thì các anh tính làm sao? Nó như nhau. Mà sao mà mình bảo đi tu lại ăn thịt hả? Bây giờ con gà nó 6 tháng, con heo cũng 6 tháng, giờ lúa cũng vậy, cũng 3 tháng. Mà một hạt lúa anh không thể no.
mà con gà có thể no làm cho anh no. Cái tánh biến đó, hột lúa, hột gạo á với con gà như nhau. Bây giờ anh mượn thằng. Không biết cô đang luyện bên cái môn phái nào mà sao nhìn bất động luôn ta? Nhìn hơi bí ẩn ha. Hơi bí ẩn. Không nói luôn, không nói luôn. Môn phái nhà mày. Chị ơi. Nghe biết cái núi Bà Đen không? Liễu biết. Dạ biết. Liễu Hạnh á. Bà hồn bà đó. Nhưng mà cô chị mẫu á. Chị là thuộc môn phái nào anh? Giống phái Nam Mì. Thượng đế là lấy cái hình này, lấy cái ánh sáng của thượng đế, tất cả hàng thực vật động vật này vô trong thân đó phụ sinh một linh cho nó miếng ăn đi về trời. Hiểu không? Vẫn chưa hiểu mấy. Cái ánh sáng của thượng đế về trong anh cũng có. Thủy quả không? Thủy là cha, gan là cổng trời, phổi là tây phương, tức là tiểu thiên địa. Nhưng mà từ hôm qua đến giờ đã tắm chưa? Rửa sơ sơ. À. Bộ phận thôi. Chỉ là rửa sơ sơ bộ phận thôi, là mấy cái bộ phận cần rửa thì... Mình rửa, còn như cái hình này, trời ơi, tắm 24 giờ vẫn tắm. Không, nhưng mà mấy người theo Phật là ngày nào cũng phải tắm đó. Chứ không có giờ nào cũng tắm cả. Chứ để sao? Tôi về nè, tịnh rồi là tắm nè, tắm khí dương. Nhưng mà mình con không hiểu, mình luyện cái môn phái gì mà ăn cũng phải nằm ăn là sao? Tại vì ông Phật đi là ông Phật chúa. Còn ông Phật nằm lần với lạc, tức là hai ông đó là một. Vậy là mình trộn luôn cả hai ông tách thành một cái môn phái khác à? Mình tự làm một môn phái khác à? Luôn á, đi đứng ngồi nằm là ông á. Đi cũng là ông. Thành ra ngày trước á, ông Di Đà với ông Thích Ca còn á, chưa về hưu á, thì mình kể luôn mấy ông đó, đi đứng ngồi nằm. Dạ con không tin chú rành mấy kinh Phật Pháp đâu, chú đọc mà nghe mấy câu thử có đúng không? Qua kia ai nở mà rơi, ai khơi mà rụng, ai rung một lại. Cái đó là thơ. Mỗi người thế gian, người đất Pháp nào cũng phải có câu thơ cả. Bây giờ chú truyền... Tham phong gan, lưu tư sửa để mà cho thảnh thơi. Bây giờ chú truyền mệnh lệnh cho cô nói một tiếng đi. Ai ăn nấy nói, ai làm nghe tu đi chứ. Chỉ có chú mới truyền cho chú, cô nói được thôi. Tại vì chú đâu có cho cô nói đâu. Hôm qua con có vô con bắt gặp con bé kia nói nha. Ai ăn lấy nó. Chú hôm bữa chú nói với con là con bé đâu nói được thế mà hôm qua. Nói nhiều là khí hao mà nghĩ. Hôm qua con vô con nghe con bé nói đó. Ủa thì nó nói trong này là kệ đi. Thế á. À. Con nhìn chú hả? Con có gì muốn nói con cứ nói đi. Chú giúp cho bé. Chú là thằng chú chưa xong. Không biết nhiều kiếp nữa chú mới được đi về trời. Sao chú lại nói thân chú lo chưa xong? Chị muốn nói gì à? À sao? Sao chị? Chị nói em câu em nghe đi. À đang luyện đến tầng thứ mấy vậy? Chị sắp nói được rồi. Sắp nói ra đi. Chỉ là kéo cái hình ra. Tầng thứ 6 rồi. Chuẩn bị lên tầng thứ 7 là nói được đó. Dạ em đâu. Cô sắp nói được rồi, cô nó sắp nói được rồi. Đâu, chị cứ nói đi chị. Cứ thoải mái ra, thả lòng tinh thần. Là 13, hiểu không, là trung tâm của càn khôn, là khí tượng thiên. Nói đây có gì mấy anh em đây giúp cho gọi là cung bạch ngọc. Thì cứ nói có gì bọn em ở đây giúp cho mấy anh em đây đi ông mà giúp đó chị. Sao hồn của mấy anh còn bị đỏ, nằm trong nhà tù lớn này mà nó mà giúp được cái gì đây. Đang muốn nói kìa. Con kêu mẹ nói đi con. Bây giờ em nói tiếng thiên cho mấy người này nghe. Tiếng gì? Tiếng gì cơ? Tiếng thiên. Là tiếng trên trời á. Cũng được. Nó là nó một bài hát tiếng thiên rồi tiếng Việt luôn. Coi nó nhìn nào. Để coi sao lát nữa vừa hồn nó làm gì xong nó có hát hay không để cho biết. Chị ơi chị nói tiếng thiên đấy chị. Không, còn làm việc thì chưa nói được mà chừng nào xong. Con làm việc á, vậy là vẫn đang ngồi là đang làm việc đấy hả chú? Xong rồi đang họp ở trên trời á. Làm việc gì hả chú? Làm gì cho hồn nó làm gì? Chém hồn hả? Làm cho phần hồn á. Không phải, vậy là chắc đang nói chuyện ông Phật Tổ quá. đang họp bàn. Phật Tổ cũng đang ngồi dậm á. Có phải không đấy? Sao tại sao con không nhìn thấy? Công ty trời ở trong đó đó. Công ty trời. Phật Tổ mình không đùa được nha chú. Chú nói vậy là chết á. Tao là Phật Tổ này. Ôi, sợ nha. Ngân mô ai mô bổn sư chúng ta mô. Nói gì? Sao đâu? Nhà đâu phải đồ đời này đâu mà. Hả? Miệng đang kiểu gì nói vậy? Chào chị nha. Thích Ca Di Đà. Chị nói có hình miệng được chị. Đang nói nó. Sao? Chị có gì muốn nói không? Anh cho nói bạn mới nói. Ừ, anh ấy nó không cho nói đâu. Rồi, vậy
hát tiếng thiên. Ừ, hát tiếng thiên được đó. Hát đi chị. Chú cho rồi đó. Nhưng nào gánh thì hồn này vô hát. Tiếng thiên được, chú cho rồi kìa. Kìa, cố hỏi hát bài gì kìa. Chú kìa, không hát bài gì cứ hát. Tất cả trên đất nước Việt Nam bao nhiêu bài hát đều thuộc hết á. À, vậy là ca sĩ ẩn mày nhà. Trên quốc gia này 54 dân tộc á, nói hết được thứ. Ghê vậy. Cái này gọi là ca sĩ thần tiên này. Thần tiên tỷ tỷ. Thiên á là chùm hết tất cả các tiếng trên cả năm châu. Có phải chú nói mà để cho cổ nói đi. Thì tôi nói cho mấy anh hiểu, cho mấy anh biết chứ cái hồn của anh còn ngu nhiều lắm. Chú kêu cô hát bài Cơn Mưa Ngang Qua của Sơn Tùng thôi chú. Tình em là đại dương. Ờ được, cũng được, được luôn. Được. Tình em đại dương. Thích hát gì đó hát cho tôi không. Không, chú kêu cô hát tiếng thiên đi, cái bài Tình Em Đại Dương đi. Được không? Thì ai biết chừng nào hồn rảnh nó mới làm. Phải hồn phải đi lên đi xuống, đem hồn đem năng lượng này lên xuống chứ đâu phải. Sao nãy giờ con hồn thấy... là tôi nói anh nó dài giống như cái đường gầy xe lửa vậy đó. Nãy giờ con thấy chắc cô dư năng lượng rồi đó. Dư thì gì? Đang ngồi đang họp với cả cái ông Phật Di Lạc hay sao trời. Sao ngồi bất động. Di Lạc đang ở trong thang anh ông cụ tổ. Nói con sợ lắm nha. Đây là vong nhập. Cụ tổ với Mai Dương đang ở trong máy sắt nha anh. Mà anh có thể cho tụi em vô trong nhà được không? Nhà này là của ông quật tổ mà cho tầm 7. Cho em uống thôi, nhà ngồi nói chuyện nó mũi cắn quá. Ông khó lắm. Ông không thương người đâu. Anh em mình hôm qua ngồi thương đây là do các anh làm gì đó là thương nó lề lực có ra có ra. Nhưng mà ngồi đây mũi chích thế này hút cả mấy lít máu. Tự lo cho mình trang bị. Bây giờ trang bị cái gì? Anh em hỏi anh về trang bị. Quân nhân thì phải có lề lực, phải có biết đủ. Liều chạy, anh đi cắm trại ở đâu thì anh nói đem tự giỏng mùng tự mình đem lại. Hôm qua giờ làm mấy xị vậy hả? Phải tự lo chứ mình kêu người khác lo. Chai rượu kìa. Đó là mỗi người chai nước vậy. Phải không? Chai nước hay chai rượu vậy? Rượu. Rượu bầu đá hay sao chứ? Bầu đá Quy Nhơn. Đúng không? Không phải đâu. Này rượu này rượu Thượng Thiên không? Rượu đen. Con bé kia chơi nhảy hả? Sao lại chơi con búp bê kia? Cùng thằng Thập.